Nhưng mà thôi, sĩ là good boy mà đâu có phải là bad boy đâu mà cắm sự gái. Ê, bạn đâu đừng, ê, đừng, 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 người ta có tí máu. Ê, đừng, ê, anh, cứu, anh, đừng, đừng, anh, ô, này, nhờn tí thôi, nhờn tí thôi. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha. Và nếu như các bạn thấy kênh mình có nội dung hay thì đừng quên là để lại một like và đăng ký kênh giúp mình nha. Thank you mọi người. À không không không, như này mới đúng chứ nhỉ? Yêu thương các bạn rất nhiều. Yeah, let's go. Yeah, nghe. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một bộ cảnh mới. Ê, ngon không? Ngon không? Xịn không? Ui ôi, được không? Được không? À, có 99 kim cương thôi. Ý tôi không phải là bộ cánh nó ngon đâu, ý tôi là tôi ngon không ạ. Thôi ông im con mẹ mồm đi. Mở luôn hai hộp anh em nhở. Ô mở nào. Chúc mừng. Yeah yeah. Ê ê. Đôi cánh thiên thần. Mà sao đôi cánh thiên thần lại màu đen ta? Vô lý. Và một cái ba lô linh hồn hải tặc. Ui, các bạn chỉ mất 180 kim cương sở hữu hai món. Yeah, đây không phải là PR đâu nhưng mà ngon mà. Yeah. Và anh em biết tôi định làm gì chưa? Đấy. Ngoài ra thì tôi còn có cái bộ trang phục hai cánh nữa. Lát nữa đeo thêm hai cánh là chúng ta có bốn cánh mà đâu rồi nhỉ? Mình nhớ là mình nhiều trang phục vãi. Ê, cái này không phải. Vãi lại nhầm rồi. Ê, cái này cũng không phải. Cái này là da hổ, da báo. Cái này là đại bàng à? Oh my god. À đây đây đây. Đôi cánh tự do anh em ạ. À, úi dồi ôi. Được không? Được không? Xịn không? Wow. Đẹp đấy, đẹp đấy, đẹp đấy cơ mà. Yeah. Let's go thôi. Anh em ơi, thì sĩ rất là thích nhảy thung lũng nhưng mà ơi đông quá. Làm gì đông quá. Bình tĩnh nào, cho người ta còn thở nữa. Yeah, vào chúng ta có gì đấy? Một cây M14 à, cũng được anh em ơi. Và đầu trận thêm cây Scar nữa. Ê, có người hay sao nhở? Đông sừng, anh, đừng. Có mà tuổi, có mà tuổi anh em ơi. Yeah, và thế là mình có một mạng đầu tiên luôn. Ui, thằng bé cầm cây súng AUG chơi gì tầm này bạn ơi. Cuốn máu đã. Nhưng mà nói chung là chúng ta phải đảm bảo cái an toàn tính mạng. Ui, bạn nào vừa sói sợ ấy. Ê, bình tĩnh nhờ. Thung lũng ngày hôm nay là cũng có mấy đứa nhảy nên là chúng ta không thể vội được. Nào, ác có chó. À, bạn ơi. Bạn ơi. Bạn ơi. Chạy, chạy, chạy làm sao được. Sĩ đây rồi thì bạn chạy làm sao được bạn ơi. Nào, anh em ơi, sừng là cứ phải sừng dài, sừng ngắn. Nó có phải cụt cùi này, nó mới vui anh em ạ. Nè, kia, xuống, 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 xuống. Bạn nó cũng xuống anh em. Áp lực quá, áp lực quá. Ê, bạn ơi, đừng, này. Ui, mẹ ơi. Nó lại chạy vào trong rồi. Thế nên là chúng ta phải hết sức bình tĩnh anh em ạ. Không không có gì phải vội cả đâu. Ê, quả ba lô này. Ê, anh em ơi, thấy cánh chưa, thấy cánh chưa, thấy cánh chưa. Nhưng mà cái này mới chỉ là ba lô 2 thôi nên là cánh nó hơi nhỏ nhỏ xinh xinh anh em ơi. Lát kiếm quả cánh to cho anh em xem nhá. Ê, thực bạn nghĩa. Bạn ơi, này, này, làm sao, cút vào, nhanh, cút vào, cút vào. Tôi chết mẹ rồi, mạng lát rồi, ping cao, đam đỏ liên tục ấy. Ui, đừng, đừng nhá, anh ơi, đừng giết em, mạng em lát anh ơi. Cuốn máu đâu, cuốn máu, sợ quá anh em. Đù, nó dọa mình sợ bay trưởng à. Ê, nào bạn ơi. Tôi chẳng biết nói gì anh em ơi. Bạn ơi, bình tĩnh thôi bạn ơi. Nhà mình còn gì đâu. Có mấy con vây tàu, bạn cũng lại đem đi để bắn tớ. Ôi, tớ khóc. Từ từ nhá anh em nhá. Cái này không có vội được. Mà nó bắn cho mình cái là mình ra đảo bây giờ. Ai lại làm như thế bao giờ. Ê, có món kẹo, có món kẹo. Được nhở. Rồi nhá, này. Ê, cũng ngon mà. Thế là lại có thêm kèo ngắm 2x. Quá chuẩn luôn, không có gì phải bắn cái cả. Yeah, cánh đem không, cánh đem không. Mà tôi vẫn luôn thắc mắc trong đầu một cái câu hỏi là thế méo nào kiểu là thiên thần mà sao cánh màu đen ta. Tôi tưởng là mấy cái con đại bàng cánh màu đen kiểu mấy con ác quỷ vai phản diện ấy. Vô lý. Vâng, vô lý nhưng rất thuyết phục. Thế nên là nhà phát hành cho chúng ta là anh nhạc anh ơi. Cho em tí nhạc đi, nhạc sôi động nhá. À, đây rồi. Ơ, nhưng mà không phải nó. Ê, à, nó lừa mình anh em ơi. Nó dùng cái con tượng kia nó lừa mình. À, hiểu ngay, bình tĩnh nào. Ơ, nhưng mà anh ơi, nhạc trầm ấy anh ơi. Nhạc trầm à. Ui, đúng á. Lên nhạc à. Yeah. Ok, 2Q cực kỳ đơn giản nha anh ơi. Anh ơi, em bắt đầu nghe nhạc thấy căng thẳng đấy. Nhạc căng thẳng thật anh. Anh ơi, có phải anh đang trêu đùa em đấy không? Yeah, từ. Ui, anh ơi, nghe nhạc này áp lực quá. Nhỏ nhạc anh ơi.
Mà anh em ạ, đang chơi game thắng sĩ kẹo 2.0 nó mở cái nhạc nghe áp lực vãi trưởng ra. Nhạc nó cứ bùm 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 chakalaka, bùm chakalaka, bùm chakalaka rốt, bùm chakalaka rốt, cà rốt, cà rốt, cà rốt. Yeah, nào. Bên trên này có ai không ta? Riêng sĩ là sĩ chưa thấy đâu. Vâng, anh em nào chỉ hổ sĩ cái chứ bây giờ là tôi là người đàn ông đeo sừng nhựa anh em ạ. Sừng dài, sừng ngắn thế này hỏng rồi. Bị cắm hẳn hai cái sừng thì sợ rồi anh em ơi. Ê, và bây giờ tôi sẽ phân tích cho anh em nha. Được, đúng không? Đúng không? Bây giờ nhá, người đàn ông bị cắm một cái sừng được gọi là kỳ lân anh em ạ. Người đàn ông cắm hai cái sừng gọi là đồ ngu ấy anh em ạ. Yeah, nào. Nhiều trang bị ngon vãi nhờ, bình tĩnh nào. Ôi, lận được cái chảo rồi. Hấp, con mẹ nhà bà Lý. Ê, đẹp không đẹp? Cái này là bốn cánh nha anh em nha. Ê, thề luôn, bốn cánh luôn. Ngầu không ngầu? Tôi thề với anh em là bốn cánh này xịn vãi trưởng ấy. Tôi bơi cho anh em xem này. Ê, 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 bơi này. Ê, xịn đâu. Nhưng mà phải nói thật sự là cái cánh này đẹp thật. Nhưng mà tôi chạy nhanh khỏi vùng đen gờ. Nhanh không bom nổ thì bỏ mẹ rồi anh em ơi. Thoát khỏi dãy rô rồi. Đây, kẹo sở đây xíu nha anh em. Yeah. Sợ chứ, sợ chứ. Anh em bảo tôi không sợ đi chứ, nhiều khi là chúng ta có những cái pha chết ngu bởi cái Zero là thôi xong ấy. Tôi từ chối hiểu với anh em luôn á. Thật sự là từ chối hiểu. Yeah. Ôi, đẹp không đẹp không? Mà cái cánh của ba lô nó còn đẹp hơn cánh của trang phục ấy. Cánh của bộ trang phục cụp xuống xong rồi nó lả lơi vãi. Còn cánh của ba lô nó mọc ra hai cái cánh. Chúng ta có thể là bay, 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 bay. Ngầu không, ngầu không? Xịn không? Yeah. Sa du 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 baby sa du 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 du. Ô, nhạc hay này, nhạc hay này. Yeah. Ok. Ăn nấm cho nó khỏe anh em ơi. Đúng không, đúng không? Đấy. Ăn nấm để chạy nhanh hơn này. Ăn nấm để mọc sừng dài hơn này. Ô, không phải, không phải. Ăn nấm không giúp anh em mọc sừng dài hơn đâu. Tôi trêu anh em đó. Không, anh em lại bảo là không ăn nấm trong game nữa. Nghe lời sĩ kẹo thì thôi hỏng. Đấy anh em ơi, ăn nấm thì chúng ta có thêm FP ngon mà. Ê bạn ơi. Này bạn ơi, bạn làm gì đây? Ui ôi. Thường các bạn quá. Hôm nay sĩ tàn sát hơi nhiều nên là đâm ra là thôi. Tội lỗi, thiện xì tai cậu. Ê ơi, chế tạo áo giáp các kiểu. Ê, xịn ơ. Tôi xuống nhá, xem bạn ấy có cái trang bị gì xịn xịn không là chúng ta la liếm luôn anh em. Đây rồi, hòm sao bạn ấy đây rồi. Mà nghe nhạc cứ căng thẳng nào anh em bạn. Thôi, bây giờ là lên. Đấy, AK dòng xanh nè. Yeah, bớt căng thẳng đi anh em ơi. Và tất cả anh em, các bạn đã like cho video chưa nhỉ? Nếu như các bạn chưa like cho video thì hãy nhớ là nhấn nút like video ủng hộ sĩ đi. Thank you mọi người nha. I love you so much. Yêu các bạn rất nhiều. Ê mà, từ anh em, được rồi. Bây giờ là máu thoải mái luôn anh em ơi. 6 túi máu này, ui. Let's go, theo chân sĩ nhá. Ê, có xe mà. Quẩy tí anh em ơi. Úi dồi ôi, tôi nói mà như kiểu là xe phân khối lớn đang chạy anh em ạ. Hay không, hay không? Ê, mà trên có người, mà trên có người. Ê, nào. Ô, lại là hình nộm, lại là hình nộm. Ê, đừng. Mà, chúng nó gài bẫy mình vãi. Thầy kia đứng lại. Này, trêu bố mày đấy à? Ô, trêu ạ. Đừng có trêu sĩ nha, đừng có trêu sĩ nha. Sĩ chưa có người yêu nên là sĩ hay quạo lắm nhá. Bao giờ có người yêu người ta mới hết quạo cơ chứ bây giờ là chưa có người yêu lúc nào người ta chả quạo được. Thế, đi anh em ơi. Hôm nay là tôi sẽ đi bẻ sừng mấy thằng khác. Các bạn là bây giờ là chúng ta vẫn đang trong 7 ngày quốc tế sừng nhựa đấy. Nhưng qua là kẹo có chia sẻ với anh em đấy là các bạn vào trong game các bạn có thể là nhận sừng nhựa free 7 ngày. Ê, nói thế thôi cái sừng cũng đẹp mà anh em à. Chẳng hiểu sao bây giờ giới trẻ bây giờ lại cứ thích phải đeo sừng cơ anh em. Là tôi thích mà. Người yêu thì chưa có, vợ con chưa có, về đeo sừng này hỏng. Không biết là tính cắm sừng ai đấy. Nhưng mà thôi, sĩ là good boy mà đâu có phải là bad boy đâu mà cắm sừng ai. Ê, bạn đâu đừng. Ê, đừng. Người ta có tí máu. Ê, đừng. Ê, anh cứu. Anh đừng. Anh ơi. Ô, này. Nhờn tí thôi. Ê, yeah. Bên đây quần máu rồi đây anh em ơi. Căng thẳng quá. Son môi em đánh vẫn nâu đờ bên tay. Anh ơi đừng có chạy, em vẫn ngay ở sau đây. Ê, anh ơi chạy làm sao được. Anh ơi, em yêu anh, em muốn hấp diêm anh. Ê, này. Bình tĩnh nha. Ê, anh ơi, anh đâu rồi? Anh, đâu rồi? À, bẻ sừng lên này, bẻ sừng. Đấy. Ê, đừng. Anh ơi, tha em. Em xin lỗi, em nhầm. Anh ơi, đừng. Anh ơi, đừng bắn em. Này thật kìa, tao bẻ sừng mày đấy. Ê, đừng.
kìa. Anh em chờ xíu. Ê, nó móc tôi này. Này, kìa. Ôi ôi, thằng bé tính bẻ sừng sĩ cơ anh em ơi, bẻ làm thế nào được, làm sao để bẻ được. Quần máu ngay nhá. Ở chân của người. Ê, đứng lại. Sao thằng đáo ra. Rồi nha. Vâng, tất cả chị em sĩ sẽ dùng giọng nói ngọt ngào để mê hoặc tất cả chị em. Đùa, tôi có phải holy đâu nhở. Oh my god. Giỡn xíu. Kìa, thằng bé ngay sau phía bông keo nhá. Ê, bình tĩnh. Này, chết cậu vậy rồi. Mình có cái này mà. Ê, làm sao, không trúng phát nào. Kìa, em mèo, không trúng phát nào là dở rồi anh em ơi. Ôi, thế này là dở rồi, dạo này chơi game ngáo quá. Ê, này, nó còn không kịp đến. Trúng. Rút được nó máu một tí anh em ạ. Ê, bình tĩnh nha, sĩ quần em đã. Quần máu đã. Này, mày có biết là đây thiên thần không ạ? À? Thiên thần bây giờ bốn cánh mà không bay được, mà không giết được thằng này thôi xong anh em ạ. Chặt mẹ chim đi chứ còn để làm gì nữa. Ê, vứt cái kia đi, bởi vì là cái súng pháo cầm tay nó hết đạn rồi. Bạn ơi, sao đây bạn ơi? Mèo lại chơi thế. Thật đấy anh em ạ. Mèo lại. Ê, bình tĩnh nhá. Ê, ui, dễ, game là dễ, thể dễ vậy. Ê, anh đứng. Khổ lắm người ta. Anh vừa mới giết xong cái thằng kia xong rồi mấy đứa nó lại lao vào. Đừng bạn ấy. À, mình thấy bạn rồi nhá. Thằng cuối anh em ơi. Trùng cuối. Ôi, trùng cuối tưởng mạnh mẽ thế nào. Núp gốc cây có khác gì mấy thằng BD đâu. Ôi bạn ơi, ai làm như thế. Đây, bây giờ tôi lên được quẩy đây. Ui, bỏ thu. Chạy lại anh em nhé. Ê, nó đang chạy đúng không? Có phải là nó đang chạy đúng không? Đấy. Mình đi nhá. Ê, kia. Này. Ê bạn ơi, đừng có chạy. Ê, đừng có chạy. Nó dựng bông keo rồi. Thế nên là sĩ cũng qua sau gốc cây. Trùng cuối còn phải ngồi gốc cây cơ mà. Thế sĩ cũng phải ngồi gốc cây. Đấy, quần máu được chưa? Xịn chưa, xịn sò chưa? Yeah. Sĩ qua đây xíu. Bạn ơi, bạn cứ bình tĩnh thôi nhá. Ê, này. Rồi đâu? Yeah. Ui, đang chơi game nhưng mà vẫn kiểu nghe theo nhạc anh em ạ. Đấy, mở mấy cái bài nhạc nhẹ nhàng này. Leo top có phải là phê không anh em? Công nhận không? Kìa. Nó lại trốn sau cái bom keo khó chịu vãi nhờ. Này bạn ơi, ra đây bạn ơi. Chạy. Nó bắt đầu sợ mình rồi anh em ơi. Coi chừng nhá. Thằng kia không biết nó có đeo đầu sừng không nhở. Tao bẻ sừng mày đấy nhá. Bình tĩnh. Đây. Tầm này là bom chuẩn bị thu lại anh em ơi. Thế là sĩ cũng phải ở trên chứ ta. Không mà tí chạy là hơi cuống chân nha. Ê bạn ơi đừng bắn sĩ nhá. Đừng. Nó đang ngồi kìa. Thôi, hết mẹ lựu đạn rồi. Cổ thế. Thế bây giờ là chỉ ở quần em thôi anh em, hết lựu đạn rồi. Mình tí nhá. Ê, đừng có bắn người ta nha. Người ta cảnh cáo ra, đừng có bắn người ta nhá. Đúng rồi. Nào. Chạy lên em ơi, bó thu kìa. Chạy lên em ơi. Nó không xuống á. Bây giờ hai thằng cứ chơi nhây như này á. Ôi, thế này thì hỏng. Nó chạy. Ê bạn ơi, này. Mình tí anh em ơi. Bắn xa thôi, cầm Scar bắn xa đây. Yeah. Win anh em, booyah. Tích cơn anh em ơi, gáy sáng nào. Đúng rồi, khủng long xanh, sấm sét nào, gáy sáng. Yeah, ok. Chắc là tầm này thì có lẽ là bye bye mọi người.